Hôm nay, ngày Chủ nhật Long Weekend của lễ lao động Hoa Kỳ năm 2019, nhóm phóng viên và thu hình phố Eden TV khởi đầu công trình phóng sự đặc biệt về trung tâm thương mại phồn thịnh nhất miền đông nước Mỹ. Khách mua sắm đông đảo trong và ngoài trung tâm. Xin chào em có thể giới thiệu cho mọi người được biết là em tên gì và em đến từ đâu không? Xin chào, em là Thảo Long và em đến từ Pennsylvania. Hôm nay em rất vui được đến Eden Center, một trong những trung tâm bán đồ ăn Việt Nam nổi tiếng của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Và đây là một cái niềm rất là vui của em khi đến với Eden ngày hôm nay. Em có thường em đến từ Philadelphia xa như vậy thì em có mỗi lần đến với lại khu Washington DC thì em có thường đến thăm khu Eden không? Mỗi lần đến Washington DC thì em đều ghé thăm Eden Center. Đây là my favorite place. Yeah. Em thích gì nhất ở khu Eden Center? Em thích đồ ăn ở đây nhất. Dạ, đồ ăn Việt Nam. Và em rất thích ăn cháo bắp dẻo. Yeah. Yeah. Ngoài những cái, và đây là một bắp dẻo, thì một cái quán nào bắp dẻo mà là favorite place của em mà em thường tới như vậy? Em rất là hay ghé quán Kim Phụng để em mua bắp dẻo ăn thì rất là ngon. Em đến đây với gia đình hay là đi đi một mình? Hôm nay thì em đến đây để tham dự một sự kiện ở Virginia. Tối nay em sẽ dẫn chương trình dỗ tổ sân khấu do đoàn cải lương hương miền Nam tổ chức, cho nên là em ghé đây để em ăn đồ ăn, thưởng thức ẩm thực cũng như được gặp những người Việt ở đây và được nói chuyện với mọi người. Em rất là vui. Nhưng là mình là người xa xứ đến thăm khu Eden Center để ăn và để được nói tiếng Việt. Ngoài ra thì em thấy mỗi lần em đến khu Eden Center thì nó có khác biệt nhiều so với những lần trước hay không? Mỗi lần đến với Eden Center thì em thấy những cái quán ăn mọc hơn nhiều hơn, mọc lên nhiều hơn và đồng thời là đồ ăn phong phú hơn và em được kết thêm nhiều bạn mới. Dạ. Xin cảm ơn em và xin chúc em có một kỳ nghỉ thật vui và thật luôn nhiều sức khỏe và sẽ đến đây thường xuyên hơn để mà đến thưởng thức những món ăn tại Eden Center này. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Cô tên Huệ. Cô Huệ ơi, thì cô có thường tới trung tâm thương mại Eden hàng tuần như vậy hay không? Dạ, có. Cô tới đây là để cô mua sắm hay là để ăn uống hay như thế nào ạ? Đi chợ mua đồ ăn. Cô đặc biệt là cô thích đến Eden mỗi tuần như vậy thì cái đặc điểm nào của Eden mà khiến cho cô thích tới hàng tuần để mua sắm như vậy ạ? Dạ, tại vì mình ở đằng khu đằng đó thì không có đồ nhiều như đây. Dạ, những cái đồ Việt Nam. Dạ, đây Việt Nam nhiều. Dạ. Dạ. Cô đến Mỹ lâu chưa Cô đến lâu rồi. Cô đến đây rồi 1983. Thì cô thấy Eden mình qua chừng ấy năm thì mỗi năm nó cái sự phát triển của Eden nó như thế nào ạ? Mỗi năm ở đây nó phát triển đông người, các tiểu bang lại đây thăm viếng á. Yeah. Cô xin cảm ơn cô và xin chúc cô một cuối tuần thật vui vẻ ạ. Dạ, cô cũng vậy nha. Ngay góc phố Eden Quest, trước cửa tiệm Washington Production, nơi bán băng nhạc, thẻ điện thoại, báo chí, một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngồi xe lăn bán lẻ sao cải kiếm thêm tiền sinh sống. Chú ơi, thì hàng tuần á chú đều mua bán ở đây ngay tại góc Eden như thế này phải không thưa chú? Dạ, yeah, ok. Bắt đầu là chú bán ở đây là bắt đầu bao lâu rồi? Chú bán ở đây bao lâu rồi ạ? Dạ, tôi bán đây 30 năm. 30 năm thì thứ ba chủ nhật. Thường thì những cuối tuần chú trồng mà những cái thứ chú mang đến bán đây là gồm những thứ gì ạ? Dạ, chú bán nhiều lắm, chôm chôm, xoài, rau muống, mồng tơi. Bước vào cửa chính Eden West, tiệm Sài Gòn, trước đây là cơm chỉ Ngọc Anh, thay tên nhưng không đổi chủ. Kính thưa quý vị, rất là may mắn khi mà Yến Phương gặp được chủ nhân của quán Sài Gòn, chú Hải Bằng ngày hôm nay. Con xin chào chú Hải Bằng ạ. Chào con. Thưa chú, con biết là công việc của chú rất là bận rộn, rất là may mắn khi mà gặp được chú ở đây ngày hôm nay. Thì con thấy là cái tên quán của mình phía bên ngoài là Sài Gòn, nhưng mà lại gai góc này nó lại là Ngọc Anh. Chú có thể giải thích hơn một tí về cái tên gọi của, về cái tên nào là đúng nhất ạ?
Quán này thật sự là hồi đó tên là Ngọc Anh, thì cái Ngọc Anh là tên của bà xã tôi, nhưng mà cũng được là 20 mấy năm nay rồi, nhưng mà lâu ngày thì mình muốn đổi tên mới cho nó vui vẻ, nhớ nhớ lại quê hương Sài Gòn. Nhưng mà thực sự nói Sài Gòn hay là Ngọc Anh gì người ta cũng hiểu hết. Thưa chú, thì bắt đầu từ đâu á mà cô chú quyết định mở một cái quán mà người ta gọi nôm na là cái quán cơm chỉ, một cái quán cơm ăn gia đình rất là tiện lợi cho những bà con đồng hương của mình ạ? Thì lúc đầu mà tụi tôi mới di cư qua đây á, thì bà xã cũng làm nhiều quán lắm, vừa làm quán phở xe lửa, với bà có tài nấu nướng từ hồi nhỏ nè. Thành thử ra tụi tôi cũng có ý định là mở một cái quán để phục vụ bà con mình những cái món đồ Việt Nam nữa nè, mình nấu cho người ta mua về người ta khỏi nấu. Thành thử ra mới quyết định ra cái quán này. Thấy thì ôi rất là nhiều món, chú ơi, nấu như vậy thì con biết á, nấu một hai món đã cực rồi, thì cô chú mà đã quyết định nấu như vậy thì ôi thôi thì nó cực dữ lắm phải không ạ? Dạ, nấu cực lắm con, sáng 3-4 giờ sáng là phải ra nấu rồi. Dạ, với cô nấu đồ ăn rất là ngon, nhiều người khen á, không nhiều người dạ. Nhiều người rất là khen, tại vì nhiều người nói mua vô đồ ăn về cái người ta nhớ tới má tôi, tại vì giống má tôi nhớ hồi xưa vậy. Chú ơi, thì đã hơn, hồi nãy chú nói là hơn 20 mấy năm, là gần 30 năm mình mở quán như vậy, thì chú thấy cái thương xá Eden của mình qua chừng ấy năm nó phát triển như thế nào hả? Thì theo chú thấy thì nếu mà cái quán nào bán được thì người ta vẫn sống, còn nếu mà bán không được thì người ta cũng tự động người ta đóng cửa thôi. Nhưng mà thấy khu này cũng bây giờ sung túc lắm rồi, sầm uất lắm rồi. Và đồng hương mình đến với khu thương xá Eden đó thì như thế nào ạ? Giống như là qua hàng năm thì cái số lượng người đến nó như thế nào thôi chú? Nói đúng ra thì thương xá Eden này nếu mà ngày thường á thì cũng khách cũng lai rai thôi, nhưng mà đặc biệt là ngày weekend với ngày lễ á thì người ta tới đông lắm. Những cái tiểu bang khác á, người ta tới đây người ta mua đồ cũng đông lắm, thành thử ra sống cũng ok, không đến nỗi nào. Thưa chú, thì con được biết là chung quanh đây thì cộng đồng mình, đồng hương mình cũng nhiều, nhưng mà tại sao cô chú quyết định chọn Eden để mà mở một cái quán ăn tại trong khu thương xá Eden như vậy ạ? Nói tới Eden thì mình nói là giống như đây là thánh địa của người Việt vậy đó. Mình tự ra nhiều tiểu bang người ta biết lắm, mình mua bán trong này á thì các tiểu bang khác người ta tới á thì người ta sẽ vô đây nhiều hơn là người ta ra ngoài. Mặc dù ở ngoài tiền ren nó rẻ chút, nhưng mà nếu mà ra ngoài thì mua bán cũng hơi khó khăn lắm. Mình tự ra chú quyết định ở Eden. Dọc hành lang được tân trang hơn một năm nay với đá hoa sang trọng, quán Phụng Hoàng nổi tiếng với tô bún mắm miền Tây. Kính thưa quý vị, rất là may mắn cái ngày hôm nay Yến Phương cũng lại gặp được cô chủ của tiệm Phụng Hoàng ở đây. Con xin chào cô ạ. Dạ, chào cô ạ. Thưa cô, thấy là hầu như là tất cả những cây trái rau quả của Việt Nam mình được có ở đây, thì cô có thể cho quý khán giả được biết đó là những thứ này là cô trồng hay là cô mua từ đâu để mà bán ạ? Ở đây là bà con cô bác lối xóm đó, người ta trồng đó, người ta đem đây người ta bỏ lại cho tôi bán lại cho người ta ăn, là những cái rau này là không có phân gì hết, là tự nhiên. Và cô có thể giới thiệu sơ là cô có những cái thứ gì mặt hàng ngày hôm nay ở đây không ạ? Nhãn thì ở Florida, còn muốt, bầu, ớt, hủ qua, rau muống, rau lan, rau má, rau đây là ở đây trồng hết. Con còn thấy hình như mình có cả luôn cà pháo nữa không cô? Cà pháo ở đây trồng luôn đó cô. Dạ. Thì cô bán ở đây, sinh hoạt mua bán ở đây là bao lâu rồi cô? Cô ra đây là 16 năm. Cô thấy cái nếp sống sinh hoạt của người Việt hải ngoại mình, nhất là đặc biệt là vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn của mình ra sao ạ? Hoa Thịnh Đốn này rất là tốt. Ở đen sân tờ này là bán đồ tươi ăn không, rất là một người Việt Nam mình phối hợp với nhau đó, bán rất là ngon mà sạch sẽ. Mà bắt đầu từ cái ý tưởng nào mà cô quyết định là mở quán và đặc biệt là bán những cái hàng quán như vậy để cho người ta, con có cảm giác mình đang đứng tại một cái góc chợ quê nhỏ tại Việt Nam vậy ạ? Tại vì cô ra cái tiệm bún bò Quế Phụng Hoàng là 16 năm, rồi đến mùa hè cô bán rau ở trước. Nhưng mà cô bán là giúp cho bà con, cô bác để ăn đồ Việt Nam đó. Tại vì ở trong cái hội đồng Việt Nam này là Việt Nam rất đông, các nơi về đây ăn Việt Nam, ít có ăn đồ Mỹ.
Dạ, cô thấy cộng đồng Việt Nam của mình tại đây và những cái nơi khác họ tới đây có đông không, nhất là vào những cái dịp cuối tuần như vậy ạ? À, đông lắm cô, mùa hè là đông lắm, còn mùa đông thì không có mấy, chứ mùa hè đông lắm. Các nơi tiểu bang Cali, Texas đồ, Florida đồ lên đây hết. Cùng tiệm cơm chay Thanh Vân bày thêm sạp trái cây, rau cải để bán cho khách qua đường, tiện đâu mua đó. Kính thưa quý vị, bây giờ Yến Phương đang đứng cạnh cô chủ quán đồ chay Thanh Vân, rất là nổi tiếng trong khu thương xá Eden này. Con xin chào cô ạ. Dạ, chào con. Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Cô ơi, cô có thể cho mọi người biết là bắt nguồn từ đâu mà cô quyết định mở một quán ăn chay trong trung tâm thương mại Eden này không ạ? Bắt nguồn từ cái lúc mà cô làm nhà hàng mặn. Trước là 12 năm, sau 3 năm nữa là cô đi Ta Bà, cô đi Công Quả, cô đi Ta Bà, cô giác ngộ ra được. Cho nên đó là mấy sư phụ của cô nói thôi giờ ra trong cái khu Eden này chưa có nhà hàng chay. Bây giờ con ra nhà hàng chay đi để cho quý thầy và các Phật tử có cái chỗ để mà dừng chân, để mà ăn uống một chút gì của chai lạc nó nguyên thủy. Thưa cô, con đặc biệt con thấy là hầu như là những cái rau quả mùa hè tại hải ngoại này của mình mà lại trồng được, và đặc biệt là cái món rau càng cua rất là đặc biệt. Có từ đâu mà để cô bán như thế này ạ? Cái càng cua này là cái cô làm ở đây, là nhà hàng của cô trước là cũng gần 20 năm làm cho cô. Rồi cổ ở nhà đó, cổ có đất trống, cổ làm mỗi năm là một cổ đem ra cho cô bán, mà cổ trồng rất là hay. Ở đây không ai trồng bằng cổ, tự vì cổ rất là kỹ lưỡng, chăm sóc rất là kỹ lưỡng, cho nên cái cây cần cua của cổ đó rất là khác hơn người ta. Người ta chỉ có chút xíu đây thôi, cổ thì rất là ngon mà dài, là nó không có bông nữa. Cổ chăm chút từ ly từ tí à. Con xin cảm ơn cô. Em tên Hồng, em tới từ Baltimore. Ồ, Baltimore. Thưa chị, thì chị có thường đến khu Eden để mua sắm hay không? Khoảng hai lần một tháng. Hai lần một tháng. Thưa chị, khi nào mà chị đến với khu Eden á, thì chị thích cái gì ở khu Eden nhất ạ? Thích đồ ăn Việt Nam. Hồi nãy thì em thấy hình như là chị mới vừa mua nhãn. Mua nhãn với mua đồ chay. Mua đi vòng vòng mua. Mới gửi hả? Thường chị đến cuối tuần như vậy, chị đến với gia đình hay là chị đi một mình ạ? Thường thường đến gia đình, nhưng mà bữa nay gia đình đi chơi hết có mình rồi. Bữa nay là tại cái tuần lễ Long Weekend, họ dẫn theo mấy bé theo, là có phải là chị muốn cho các bé nó nhớ đồ ăn Việt Nam, biết thêm về cái phong tục tập quán của Việt Nam không thưa chị? Mấy bé rất là thích ăn đồ ăn Việt Nam chị. Dạ. Thì đặc biệt ngày hôm nay em thấy ngoài mua nhãn chị còn mua nhiều thứ nữa, là đặc biệt cái hàng quán như vậy có được làm cho chị gợi nhớ về những một cái góc chợ nhỏ tại Việt Nam hay không? Em nhớ nhiều lắm. Dạ, em xin cảm ơn chị và xin chúc chị thật nhiều sức khỏe và có một cuối tuần long weekend thật vui vẻ. Cảm ơn chị nhiều. Bên trong Eden Quest, khách mua sắm có thể ghé qua Morning Star Travel and Tour do Michael Phú, Stephanie Nga điều hành hơn 3 thập niên. Thường có giá máy bay on sale giá rẻ của nhiều hãng hàng không quốc tế và những chuyến du lịch giá rất phải chăng. Ra ngoài khu Eden Quest, khách đi chợ có thể tới khu Sài Gòn Garden với Captain Sài Gòn, nhà hàng hải sản mới, để mua tôm cua lai rai. Bên cạnh đó, bánh mì số 1 như Riêng Một Góc Trời cũng tọa lạc tại khu Sài Gòn Garden, kẻ ra người vào thật tấp nập. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh Yến Phương bây giờ là chị Ly, chủ nhân của bánh mì số 1, một tiệm bánh mì rất là nổi tiếng trong khu thương xá Eden. Em xin chào chị Ly. Hello em, chị chào em. Chị Ly ơi, được biết là bánh mì số 1 của mình là mở cũng trên 20 năm rồi, và cái bắt nguồn từ đâu mà anh chị quyết định mở cái cửa hàng bánh mì số 1 tại trung tâm thương xá Eden này ạ? Tại vì dòng họ bà con chị là mở tiệm bánh mì đó ở Ba Lẹ, thì bây giờ tụi chị cũng mở trong vùng Eden này mà lấy tên khác thôi.
Dạ, mà sao chị quyết định là mở trong khu thương xá Eden mà không phải là một nơi khác ạ? Tại khu Eden mình là cộng đồng Việt Nam nhiều hơn, là đông đúc hơn, lúc nào cũng tụ tập về đây hết, cho nên tụi chị muốn gần gũi với bà con nhiều hơn. Là như vậy. Qua 20 mấy năm thì qua mỗi một năm thì chị thấy cái sức mua và cái người dân của cộng đồng Việt Nam mình tại khu Washington DC này nó như thế nào ạ? Rất là kiểu mà hòa đồng với lại ủng hộ mình dữ lắm. Tại vì mỗi ngày mỗi đông hơn, với lại Việt Nam mình lúc nào như là lễ Tết hay cái gì cũng tập trung ra ngoài này hết. Thế là ủng hộ mình Việt Nam, như là ủng hộ. Rồi tính trở lại. Và đây là ngoài cái món bánh mì thì em thấy còn rất nhiều món nữa. Chị có thể giới thiệu sơ một tí cho mọi người biết những cái mặt hàng có trong cửa hàng của mình được không ạ? Tiệm chị là chủ yếu đó là bán bánh mì với lại chả lụa, chả chiên, bánh bao, chả cá. Nói tóm lại là chỉ có bánh mì thôi. Ngoài ra những cái gì liên quan mình có thể ăn được chung với bánh mì là đều có tại... Đúng rồi, đều có ở đây hết. Nghĩa là tụi chị làm tại chỗ luôn, như pate, giò thủ hay bơ, hay là tất cả gì bà con cần về bánh mì thì tiệm chị đều cung cấp hết. Mình làm bánh mì ngay tại đây luôn, ra tại chỗ luôn. Đúng rồi, bánh mì lò em. Vậy là tức là bánh mì chả, tức là tất tần tật A tới Z luôn là tụi chị làm hết. Đã. Em xin cảm ơn chị và xin chúc anh chị luôn thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng mua may bán đắt ạ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Có tiếng hát vang vọng từ bồn phun nước, Hùng DJ và các ca sĩ tài tử đang trổ tài trình diễn lộ thiên những ca khúc quê hương trữ tình. Kính thưa quý vị, Ương Phương đang đứng tại một cái góc rất là nhộn nhịp và lúc nào cũng thu hút rất đông mọi người khi đến thăm khu thương xá Eden. Đó là góc hát của anh Hùng DJ. Em xin chào anh Hùng. Chào em. Thưa anh Hùng, thì bắt đầu từ đâu mà mình có một cái ý nghĩ là mình mở một cái góc nhỏ hát karaoke ngay tại góc Eden như thế này vào mỗi cuối tuần về anh? Đây là trung tâm của người Việt Nam của chúng ta. Cho nên khi mình đã làm một cái chương trình hát của nhau nghe giờ đó thì mình biết là nhiều người Việt Nam sẽ sớm lại để chúng ta ca hát cho nó vui, nhất là ngày chủ nhật là anh chị em từ các phương trời xa, những ngày du lịch khắp nơi đến đây cũng muốn giúp vui cho cái một cái khu phố Eden là chúng ta nhộn nhịp thêm. Để cho khu phố nhộn nhịp hơn bằng những lời ca tiếng hát như vậy thì mình đã có được cái này là bao lâu rồi anh? Mình đã bắt đầu làm cái chương trình này là được 9 năm rồi. 9 năm rồi, rất là lâu. Cho nên mình thấy kia 9 năm vừa qua thì thấy nhiều người đến đứng ủng hộ và giúp vui mỗi tuần chủ nhật của chúng ta. Qua 9 năm như thế thì anh thấy cái lượng người anh mới nhắc tới là thường là những người từ xa tới và đặc biệt là những người ở những vùng lân cận đến, thì anh thấy cái lượng đồng hương của mình đến thăm khu thương xá Eden như thế nào? Không phải là vùng khu cận mà cũng từ Việt Nam qua đây luôn, cũng ra đây hát luôn. Cho nên mình thấy là nó rất là sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn nhiều hơn nhiều. Cho nên ai cũng gọi là tuần nào mà không có mình thì người ta lại nhớ. Cho nên mình cứ làm dài dài chừng nào mình không làm được đấy thôi để giúp cho cộng đồng. Vậy thì đó là những ngày mùa hè thôi, tình thấy những ngày mà mùa đông sắp tới thì thế nào thôi anh? Chương trình ca hát này mình làm chung là quanh năm suốt tháng. Mình có thể mình vô trong khu mò ở trong nữa, mùa đông là mình vô trong, ngoài thì lạnh quá mình không thể nào làm được. Thì đó quý vị thấy không, là không phải chỉ riêng một mùa hè và cả mùa đông nữa, thì anh Hùng có thể gửi một lời nào để mà cho các quý bà con đồng hương gần xa ở những vùng lân cận và ở những nơi xa tới thăm khu thương xá Eden của mình ngày một đông hơn không ạ? Mỗi tuần là giống như là mình nói là mỗi ngày chủ nhật mình ra đây mình có một chương trình văn nghệ ca hát cho nhau nghe. Thì nếu mà anh chị em đồng hát từ phương trời xa 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 thiệt là xa, từ Âu Châu cũng có nha, mình có mấy anh chị em từ bên Pháp qua đây cũng có hát. Cho nên nếu mà khi đi khu Eden mà nhớ ghé qua cái danh hành karaoke của mình để giúp vui cho cộng đồng thiệt là thoải mái và vui tươi thêm. Em xin cảm ơn anh.